Nếu mà có mực trong bếp thì các bạn có thể chế biến các món như là mực hấp xạ, mực chiên ba, mực xào chua ngọt, mực nhồi thịt, mực nướng, mực lẩu. Còn nếu mà có con mực này thì để mình hướng dẫn các bạn làm món mực ba nắng xào tám phù thủy tối thượng mới lobby ăn nhé. Đảm bảo là vừa ăn vừa khóc. Xin chào các bạn, đây là Sandy chơi cờ với nắng. Với việc các tướng phù thủy đứng mục gần đây thì đội hình thuật sát thương phép này có thể được cho vào list những đội hình leo rank uy tín ấy. Thật ra thì video này mình chơi ở mốc tám phù thủy tối thượng cơ, chứ không phải là pháp sư đa chú cho bằng Velcot như là video trước. Vì vậy mà ngoài những tia plasma chết chóc của Velcot ra thì chúng ta còn có sự góp mặt của ánh sáng ma thuật từ Lắc, Holy chín đuôi Ari và các phù thủy còn lại của đấu trường chân lý mùa 9 nữa. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vào game luôn nhé. Thương giới Targon và Poro cho đỡ phải nghĩ nhiều như vậy đây. Ra quái đầu tiên cho mình hai con tướng 3 tiền là Axan và Velcot để gạ mình chơi reroll một trong hai con này. Nhưng mà sau đấy thì hai con tướng hư không một tiền khác xuất hiện nên là Axan được loại trừ luôn. Còn đồ sau ba ra quái mình có là một giáp, một găng và một nước mắt. Lõi vào cho ngã rẽ đầu tiên, mình roll cả ba luôn cho chất, chọn luôn hóa quỷ của Swain để cái lobby là biết đây chơi gì mà né. Ở ba hư không dù đã bị nấp ở bản này nhưng mà đầu game có ba phù thủy đam sau, đằng trước thêm cả hư không nữa thì quá ok luôn. Cứ để ba hư không ba phù thủy ấy ghép cơ nhở. Thế mà game đỡ lòng nào để mình gặp luôn một ông đắc bộ 2 sao tanh đầu game mà ơi bị đấm không trượt phát nào. 2.2 mình đổi lại form 4 phù thủy Mazaha lên 2 nhưng mà gặp một nhà vãi luôn Surima kẹp Taric. Cái con Taric này từ lúc được búp cái là lên hương hẳn, nhà đếch não gặp bằng nó. Xong rồi đây nó còn cầm vũ khúc tử thần nữa thì mình đếp được 2 chết là quá giỏi rồi đấy. Mua lắm tương quá nên là mình không tích nổi 10 tiền. Thôi thì up cấp một phát để đi chợ về nó tự lên 5 là đẹp. Biết đâu nó ra cái gì cho mình đổi đời đánh chuỗi thắng hay sao. Còn cái nịp mơ thế thôi, quay lại trận đấu thì gặp xét đại ca carry lại còn kẹp chết 2 sao này. Mỗi tội là ông đại ca xét này sau khi nhận sát thương thì chạy về gặp bộ bơi lâu. Gặp xong ra nơi thì anh em đã bị phân rã bởi những tia phân hạch plasma của Velcot rồi. Đây là mình có chiến thắng đầu tiên. Ra sớm hút được luôn Taric 3 tiền cầm gậy quá ngon cơ này. Bắt được Taric ngon rồi nên là cửa hàng không cho thêm cái gì khác biệt đột phá như là mình nghĩ nữa. Mình thay vào form 4 phù thủy 3 hư không 2 ca trường để đép và vẫn không tích đổi 10 tiền. Nghèo cũng là cái tội mà ở ngoài kia hay là ở trong game này cũng thế. Nhưng mà bù lại thì hai trận tiếp theo mình gặp hai nhà yếu xìu, dễ dàng có chuỗi thắng 3 mở ra cơ hội làm giàu bằng lợi tức. Tới đoạn đập đá 2.7 thì mình lụm được một cái kháng phép với cả một cái gậy vãi trường đồ. Các bạn có thấy là từ đầu tới giờ nhá, kể cả là tướng hay là đồ hay là lõi quần què gì đi chăng nữa, nó cũng rất là thống nhất và rõ ràng bài phù thủy không. Thế thì mình làm luôn cái nỏ xét cho Swain không cần phải lăn tăn. Thuận buông xuôi gió thấp lửa 3.1 vì cái nhà hiệu triệu nhân này không có cửa ăn mình. Ui trái tim phù thủy luôn á, tự nhiên trong đầu vang vở câu chúc mừng bạn đã sử dụng hết may mắn được kiếp này. Sợ vãi, phải áp 6 rô tìm lại Ori để kích 6 phù thủy thì rô đúng một phát nó ra luôn. Nhìn bài thế này chắc là các bạn cũng hiểu tại sao 3.2 gặp Noxus full 1 sao mình thắng và 3.3 gặp lại đại ca xét đang eco chưa rôn mình thắng tiếp. Chuỗi tháng 6 không có ai ngán được. Ở chợ mọi người tranh giành đồ với nhau trước và tới lượt mình thì còn cái BF lắp được Sojin nên là mình húp luôn. 3.5 là round đấu của hai kẻ đang giữ lửa lobby. Ông này là cái ông vừa ai đấm mình nguyên sản là 2.1 đây chưa. Giới thiệu với các bạn tập tiếp theo của series sự trả thù của lắm. Đang cười rất hả hê thì gặp gì Nionia 3 đấu với lõi câu hồi phục bắn cho tất cười luôn. Mất trích chiếc quái không biết nói gì thêm. Ba con sói anh nhầm, 5 con sói ở 3.7 cho mình một cái đai máu với cả một ít ngân lượng để mình up 7 roll kiếm veo quát 2 và nhận được luôn cái gật đầu của Riot và khuyến mại thêm con Lắc nữa. Ngon. Nhà này chơi Kama nhưng mà Kama xinh nên là xoay ra xua hay sao ấy. Ra xua thì 2 sao đấy nhưng mà bài lộ sao bần chưa đâu vào đâu này thì mình vẫn thắng được. Game cho ba cái lối vào để chọn thì đều xấu. Mình tưởng là may mắn đến đây là hết rồi. Thế mà roll một lượt lại ra đũa phép vừa khít lô đít với cái đội hình hiện tại. Không có gì để nói. Ông này hiệu triệu nhân Kama 2 full đồ thì cũng kinh đấy. Nhưng mà lệch quá tanh lại chả có nhiều. Mà 6 phù thủy nhà mình thì sốc sát thương rất là lẹ. Velcot với cả Lắc trưởng bay màu giặt tay trong một nốt nhạc để tiến đến làm thịt con mồi cuối cùng là Kama. Đấy, sợ nhất là mấy cái nhà tanh cứng như này. Đồ đam thì ít nhưng mà ông này có hạt sen 2 sao cầm vút rồng câu kéo thời gian của hộ pháp sư nhà mình để Kalista với cả Gwen thao hồ quẩy. Thế là mình thua. Chợ đợt này thì mình nhắn nốt cái đai về để hoàn thiện dắt máu cho Swain tối ưu đồ thôi. Nhà này tanh cũng cứng nhưng mà đam từ mỗi Axan thì không đủ vì Axan với cuồng cung không có lỗi như trước nữa rồi. Huy hoàng chốc lát thôi để giờ bị đá phù thủy nó chia 5 x 7. Rôn lợi tức mà có lớp 2 nhẹ nhàng luôn. Bài mình áp đảo cái nhà thiện xạ Targon Afe 1 này. Dàn tanh ông này bay màu phút mốt. Tôi là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn, sẽ là người duy nhất chiến thắng trong cái lobby này. Đẹp chưa, rôn nhẹ có luôn Velcot thứ 6 và Holy chín đuôi Ari.
đồ ra chip lắp đồng hồ kiểu súng cho Velcot, mũ cho Lắc và quyền năng cho Swain. Uầy, mình quyết định là sẽ trở lên 8 để đánh 8 pháp sư rồi roll Velcot 3 sau. Bài giờ đã khỏe vãi đái rồi. Ý mình là khỏe hơn mấy cái nhà kia chứ, nhà này xếp 3 thì chịu. Đại ca đấm cho tiền đình luôn, mất hẳn chục máu. Cay quá, áp 8 kẹp 8 pháp sư luôn. Test thử sức mạnh với cái nhà 6 thách đấu ra xua cầm đồ quá trâu. Hồi phục quá nhiều, chém phát Velcot về với các mũi luôn. Pè đã áp pháp sư thua. Lêu lêu cay. Xuống chó tôi rồi. 5.3 mình thua tiếp bóng nhá Aksan. Ông này có thêm sự trợ giúp của Vivo Surima nên là mình còn đúng 39 máu. Đạt tới ngưỡng kích hoạt phần quà của Targon hỏi thăm người sắp chết. Oh no. Đi chợ nhận quỷ thư về đi cho Sona mà lỡ chẳng may cho nó cái mốc đồ của Targon rồi. Nên là thôi cái quỷ thư này mình sẽ cho Lắc cầm tạm nhé. Con mực thứ 7 cũng chui vào dọ rồi nên là mình xả mạnh tiền để kiếm nốt hai con nữa. 50 tiền mà roll tới khi còn 10 nó mới ra mực 3. Và thêm một con Ari nữa. Ok ở đấy, khăn gói lên 9 rồi. Ở thế giới bên kia, thế giới của những cái kẻ đen đủi hôm nay, có cái ông Afe Targon này đen quá vì gặp phải mình. Afe 2 sao nhưng mà tanh đi vẫn 1. Hai tia plasma là bay màu hết. Afe bắn vào Swain trong vô vọng và mình giúp ông này đi ngủ sớm hơn với cái tấm mũi. Những cuộc chia ly luôn thật là nhiều nước mắt. Nhưng mà cuộc chia ly này thì chỉ có tiếng cười của người ở lại thôi. Đại ca Seth chắc là sốc lắm vì team mình ra đã đông và hung hãn hơn lúc nãy rất là nhiều rồi. Seth nhận đam xong đi gặp bụng. Gặp về tới nơi thì hoang mang là không biết đồng đội của mình ở đâu hết. Một mình chiến đấu nhưng mà đam đơn lẻ mục tiêu thì khó quá. Velcot tặng hai tia phân giã và Lắc mang cầu vòng tối thượng tiễn đại ca đi cùng anh em ra về với cái top nấm. Dòng ngàn tuổi cho mình hòm đồ và mình lấy luôn cái Sojin cho ứng cử viên năm vàng sắp lên 2 là Ari. Gặp lại Aeonia, Sen vứt dòng ở 6.1. Ra số bốc đồ xấu quá nên là chém như gãy ngứa. Swain thì đồ đẹp đấy nhưng mà cắt gãy cả tay không hạ gục được chú quỷ Swain. Giàn phù thủy đứng sau để thi nhau gây đam mà không bị ai đụng đến. Và mình thắng nguyên xa luôn đấy. Đây mới là cái nhà mà mình sợ nhất này. Ra số cầm đồ này quẩy kinh lắm. Nó bất tử trước đi phù thủy nhà mình và tất nhiên là mình thua rồi. Đến lúc xài tiền rồi. 6.3 mình áp luôn 9 và thêm Javan vào sân để kích hai hệ là quân sư và Demacia. Kama hiệu trợ nhân rất vàng trông thì đáng sợ đấy nhưng mà chưa kịp ra skill thì bạn đã bay màu rồi. Sức sát thương từ phù thủy dồn vào mục tiêu là quá nhiều. Mặc dù là hai tanker của bạn rất trâu nhưng mà vẫn không trúng được. Lượt đi chợ cuối cùng thì mình lấy ấn phù thủy về để bỏ đi Mazaha, kẹp cái con tướng khác hữu dụng hơn nhưng mà nghèo quá nên cũng không kiếm được gì hơn ngoài Soraka. Sai một ly thôi là đi luôn 18 máu mà Ron không để ý ông này có lốc. Velcot nhà mình bay lên không trung mất mấy giây. Zasuo đã kịp tranh thủ clear đi khá tướng của mình. Velcot trở lại cuộc chơi đi, team họ cũng tràn vào là món mực một nắng rồi. Còn dính dính đúng 3 máu. Ari lên 2 và mình thưởng cho nó cái mũ phù thủy được hút ra từ Lắc. Lắc Ron đừng ra cái bồn lưu ánh sáng này là ngon rồi. 18 máu khi nãy là bài học xương máu để Ron này mình xếp bài kỹ hơn. Cho Ari với Velcot cùng bên với Zasuo để Ari thì hút mana còn Velcot thì dồn đam thẳng vào kẻ bất dung thứ này. Trời ơi, các bạn thấy mình nói có sai bao giờ không? Zasuo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị tấn công liên hoàn và nằm xuống. Mất đi quân bài chủ lực rồi thì nhà bên đấy chắc cũng biết ai là người chiến thắng rồi. Top 1 dành cho mình mặc dù Ari vẫn chưa tung ra được skill tối thượng lần thứ 3. Đánh giá bài phù thủy này một tí nhá. Các bạn có thể đánh 6 phù thủy ở level 7 nếu mà có ấn hoặc là có trái tim, còn không thì ở level 8. Đam bài này thì các bạn cứ quất Velcot 3 hoặc là Lắc 2, Meta Ron 7 thì phù thủy vẫn là một sự lựa chọn ok đấy. Mình thấy bài này rất là thiếu tanh nên là các bạn có thể ưu tiên đồ tanh cho Swain trước. Và nhớ là phải có nỏ xếp thì mới sốc đam được tốt nhá. Vậy thôi, cảm ơn các bạn đã xem video và chúc bạn leo rank vui vẻ.